Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ làm video để nói về là làm cùng một cái giá tiền ấy, thì làm 60.3 hay là làm cam xăng nồi nha. Bữa giờ có nhiều bạn hỏi mình cho nên hôm nay tiện thì mình sẽ quay video sơ sơ cho các bạn tham khảo nha. Thì mình cũng nói sơ xe này một chút. Cái xe này thì chạy được 30.000 km rồi các bạn, nhưng mà anh chạy anh muốn làm lên 60.3 luôn. Anh tính là làm 59.8 để mai mốt là tận dụng cái lòng, ví dụ mà nó xuống cấp ấy thì còn xoáy lên được 60.3, nhưng mà cái bài 59.8 là mình đã bỏ lâu rồi nha các bạn. Bây giờ là làm 60.3 luôn, mai mốt nó có xuống cấp cái lòng mình ấy thì mình sẽ có một cái lòng khác mình bán cho các bạn. Chỉ tầm 350-400.000 một cái lòng thôi các bạn. Giờ lòng nó đầy rẫy trên thị trường, nó mà những cái lòng đã qua sử dụng rất là nhiều nha, cho nên mình không cần phải quan trọng nữa. Thà như nó 1-2 triệu đó mình sẽ tìm cách mình làm để mình tiết kiệm lại, đúng không? Cho lần sau. Nhưng mà bây giờ nó rất là rẻ đi, cho nên là không cần phải tính tới phần đấy. Mình cứ làm tới 60.3 full cái lòng zin luôn, chạy cho nó thoải mái bạn. Thì như cái xe này thì mình nhận có khoảng tầm 6.5 triệu nha. Và thay cái họng xăng nha các bạn thì tổng cộng là cũng khoảng tầm 6.5 triệu. Cái xe này 30.000 km cho nên cái gen mình thấy nó đang còn ổn, cho nên là sử dụng lại được. Còn nếu mà bạn nào mà muốn ok mà muốn nó chắc cú mà ngon lành luôn ấy thì thay tay Uma nha. Nhưng mà nếu mà tiết kiệm lại 30.000 km ấy thì vẫn tiết kiệm lại được. Và cái hiện trạng mình chưa thấy nó xuống cấp nhiều ấy, vẫn chưa có dấu hiệu gì lột ấy thì vẫn sử dụng lại được nha. Còn về lâu về dài được bao lâu nữa thì vẫn là thuộc dạng là hên xui nha các bạn nha. Có nhiều xe chạy cả 100-200.000 mình vẫn nói vậy đó. Còn có những xe thì vài chục ngàn nó sẽ bị lột. Cái này thì mình sẽ không thể nào biết được cái lúc nào nó sẽ lột đâu các bạn. Xe mới nhiều khi các bạn không độ gì luôn, chạy có khi có những cái xe 10.000, 15.000 cây nó cũng có cái tỷ lệ lột nha các bạn. Nếu như các bạn trong ngành sửa xe các bạn sẽ hiểu điều mình nói. Đó, còn nhiều khi các bạn là khách các bạn bảo sao vô lý vậy, 10.000, 15.000 cây sao mà lột được. Nhưng mà cái tỷ lệ lỗi hoặc là cái tỷ lệ nó bị lột sớm vẫn có. Nhưng mà mình làm cái trách nhiệm của mình chỉ thấy ấy, nó đang còn ok thì mình sẽ thông báo cho bạn và mình sử dụng lại thôi. Rồi, về cái vấn đề mà làm cam xăng nồi hay là làm 60.3 á, thì cam xăng nồi và 60.3 cái giá tiền nó cũng ngang như nhau nha các bạn nha. Tại vì nếu mà các bạn làm cam xăng nồi các bạn phải thay su độ này, thay cam độ này, lò xo đầu này, móc hút xẻ này, phút xúc bắp này, hai cây xúc bắp lửa này. Rồi các bạn cũng phải làm họng xăng, co gió, lọc trụ, móc bô đó. Nói chung khi mà các bạn tổng cộng lại những cái điều đấy thì nó cũng ra có khoảng đâu đó tầm 8.5-9 triệu. Còn nếu mà các bạn làm 60.3 thì nó cũng nằm trong khoảng đó nha. Nhưng mà mình không thay cam độ nha, mình để lại cam zin. Và ESU thì mình sẽ dyno trên ESU zin. Và nếu mà cùng một tầm giá như vậy thì nên đi kèo nào, đúng không? Nên đi cái cấu hình nào cho nó ok. Thì các bạn lưu ý như thế này này, nếu mà cam xăng nồi ấy, thì cái lực máy của nó vẫn là 57 nha. Thì nếu ví dụ mà các bạn để giữ nguyên cái lòng mà cái tỷ số nén như vậy mà các bạn đi cam độ rồi là các bạn làm lên ấy, thì cái đường hút, đường nạp, đường xả của mình nó sẽ thông thoáng hơn. Rồi các bạn dyno, rồi các bạn căn xăng gió nó chuẩn chỉ ấy, thì nó sẽ chạy bốc hơn zin, đúng không? Rồi là cam độ thì nó sẽ chạy hậu tốt hơn cam zin. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng cho cái cấu hình cam xăng nồi này ấy, là các bạn phải có kiểu chạy riêng nha. Như kiểu những cái người mà người ta làm cam xăng nồi, người ta chạy rà rà nhẹ nhẹ 7.000 rpm trở xuống, đúng không? Thường xuyên chạy 7.000 rpm trở xuống ấy, thì nó sẽ yếu hơn zin nha các bạn nha. Nhiều khi các bạn cứ bảo làm nhiều tiền như vậy rồi cam lớn ở các kiểu như vậy thì nó sẽ mạnh hơn zin, không có đâu các bạn. Nếu mà các bạn chạy cỡ rpm 7.000 rpm trở xuống thì nó sẽ yếu hơn zin. Tại vì cam lớn thì nó sẽ xả sớm, đúng không? Cái độ trễ không khí lúc đấy nó chưa có ấy, thì nó sẽ bị đuối đi các bạn. Còn nếu mà ví dụ các bạn chạy trên 7.000 rpm ấy thì nó sẽ phát huy được, thì nó sẽ bốc hơn zin. Nhưng mà cái tỷ lệ mà nó mạnh hơn zin cũng không đáng kể nhiều đâu nha các bạn nha. Nếu mà chạy cam xăng nồi ấy, các bạn phải chịu khó trả số về số. Giống như mình ngày xưa cái thời mà đang còn chạy xe mà kiểu báo tí á, thì những cái xe mà mình đi cam xăng nồi rất là ok bạn. Tại vì mình cứ đuối máy là mình sẽ về số ngay lập tức. Cái RPM mình chạy không bao giờ dưới 7.000 RPM. Như kiểu đó mình cảm giác cái máy hơi đuối là mình sẽ về số mình kéo tiếp. Mình về số mình kéo tiếp. Cái tua máy lúc nào nó cũng ở giải tua máy cao hết, cho nên chạy là nó rất là sướng. Cam xăng nồi đó các bạn. Còn nếu các bạn mà kiểu là chạy ra ra ở những giải tua thấp nó còn chán hơn zin. Và hậu nó có đâm đấy, nhưng mà các bạn phải ngâm cũng hơi lâu. Rồi là cái xe của các bạn nếu mà các bạn để nguyên cấu hình mâm zin rồi là cái lốp zin cái thứ ấy thì nó cũng sẽ khó nha. Nếu mà ví dụ các bạn đi cam xăng nồi đi mâm nhỏ đi lốp nhỏ thứ ấy thì nó sẽ ok, nó nhẹ. Nhưng mà nếu ví dụ các bạn để nguyên cấu hình bên ngoài ấy, là cấu hình zin nhưng mà các bạn làm cam xăng nồi với cấu hình máy thôi ấy thì nó cũng không hiệu quả đâu. Cái lực máy nó cũng sẽ không đáng kể. Nói chung là cam xăng nồi nó rất kén người chơi nha các bạn nha. Có nhiều người cái cách chạy người ta chạy tua cao, đuối máy người ta về số người ta chạy bào liền ấy thì nó sẽ phù hợp. Nhưng mà đa số là không chạy như vậy, cho nên là nó sẽ đù nó yếu yếu. Có nhiều người ta làm cam xăng nồi đó các bạn, nhưng mà người ta chạy thì nó yếu quá, người ta về cam zin người ta chạy. Hoặc là người ta lại lên cái cấu hình lớn hơn. Rất nhiều người ta làm cam xăng nồi nha, mình đã giải quyết rất nhiều vấn đề về cái đấy rồi, cho nên là mình tư vấn ở đây.
là can xăng đồi cũng được, ok, nhưng mà nó chỉ hiệu quả ở những giải tour cao, rồi là các bạn phải đi tour cao liên tục, đi nhiều thì nó mới phát huy. Còn nếu mà các bạn chạy tour dưới 7.000 RPM thì nó sẽ đuối hơn. Nhưng mà nếu mà cùng cái giá tiền đó mà mình làm 60.3 thì cái lực máy nó sẽ khác biệt đáng kể so với Jin nha. Thì mình chạy nó sẽ ok các bạn, nói chung là lực máy là mình chạy tour thấp, đi cam Jin mà, mình đi tour thấp ấy, thì mình vặn nó cũng có liền. Cái mình đi đâm hậu ấy, thì nó cũng được 150-160 đồng hồ thì nó cũng ok đó các bạn. Rồi là mình đi đường xa hay là mình đi đường gần hay là mình đi kiểu gì ấy, thì 60.3 này nó cũng cái bài nó cũng tương đương như Jin thôi. Nó 165cc thì lớn hơn Jin một xíu đúng không? Nhưng mà mình giữ những cái đồ của Jin ở trên xe mình tận dụng lại, mình đi cái cấu hình tương đương như Jin ấy, thì nó cũng sẽ rất là bền, nó ổn định. Và cái lực máy thì nó khác biệt so với Jin cũng đáng kể rất là nhiều, cho nên là mình chạy mình sẽ thấy nó sướng hơn, lực máy nó có hơn, chạy nó ok hơn. Còn như cái tư vấn riêng của cá nhân mình á, của tiệm mình á, và mình đã làm nhiều cho khách và những cái vấn đề mình đã giải qua nhiều rồi và mình đã xử lý nhiều rồi và mình cũng đã làm cái bài 60.3 này nhiều rồi á, thì mình tư vấn cho các bạn nếu mà cùng cái tầm giá tiền đó thì các bạn để cái số tiền đó các bạn làm 60.3 chạy sướng hơn. Cái lực máy nó ok từ giải thấp giải cao, đường gần đường xa rồi là chở hai rồi cái thứ chạy nó thoải mái hơn là cam xăng đồi nhiều đó. Còn nếu mà đi cam xăng đồi thì các bạn đi một mình thôi, còn đi hai người mà đi leo đèo leo dốc thì cũng hơi chua đấy, đuối đó. Còn nếu mà 60.3 cam Jin các bạn đi đèo dốc cái thứ thoải mái luôn, chở hai thì nó cũng thoải mái, mạnh hơn Jin nhiều. 3-4-5 ngàn rồi các bạn bạn nó cũng sẽ có lực, nó kéo đi liền, mạnh hơn Jin. Còn ga cuối thì các bạn ngâm hết cỡ, hết ga, hết bài thì nó cũng được 150-160 đồng hồ đúng không, thì chạy cũng thoải mái. Thì như kiểu là mình làm ấy, thì mình làm 60.3 chạy cho nó sướng đó, kiểu vậy. Còn các bạn thì muốn làm bài gì thì làm nha, mất công lại cứ bảo bên mình tư vấn là muốn cho các bạn làm 60.3 rồi không làm cái bài cam xăng đồi. Thật ra mình làm 60.3 nó còn vất vả hơn là cam xăng đồi. Các bạn làm cam xăng đồi cái tiền lời của mình cũng y chang như vậy, mà làm nhiều khi nó còn nhàn hơn đó, nhưng mà tiền lời nó cũng bằng vậy, nhàn hơn nữa nha. Mà làm 60.3 thì tiền lời mình cũng như vậy thôi, cho nên là mình tư vấn cho các bạn là cái bài nó hiệu quả để cho các bạn chạy thôi. Chứ thật ra bài nào mình cũng có lời hết, chứ không phải là mình dìm cái bài này rồi mình nâng bài kia lên để mình làm bài kia đâu. Rồi, vậy nha, cái video này mình làm ngắn ngắn vậy thôi. Có cái gì hay ho thì mình lại quay cho các bạn xem tiếp nha. Chào các bạn.